Xin chào quý vị, nhân dịp năm Giáp Thìn xuân 2024, Berry kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn, được nhiều sức khỏe. Berry xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ những tin tức mà Berry đã đưa ra từ quận hạt Santa Clara trong suốt thời gian này trên đài Net Việt. Berry xin mong quý vị tiếp tục ủng hộ và đồng hành với Berry để cho mình cùng nhau tiếp tục xây dựng cộng đồng người Việt Nam luôn vững mạnh và đoàn kết với nhau. Chúc mừng năm mới! Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những năm ấy vang chào mừng xuân sang.